Đây là lần đầu tiên mình được gặp các bạn Tuần Lộc ở ngoài đời luôn đó. Và mình gặp ở làng Tuần Lộc của bộ lạc Du Mục Nguyên Thủy cuối cùng của Mông Cổ. Để đến đây mình đã mất 5 ngày 4 đêm từ thủ đô Ulaanbaatar. Hãy cùng Vĩnh Gấu em đi tour khám phá làng Tuần Lộc này nha. Mà mình hiện nay thì mình chưa thấy bé Tuần Lộc nào cả. Nhưng mà đã thấy có những khu lều ở đây để cho mọi người có thể lưu trú. Đây là chiếc lều bộ lạc ở đây thì hiện nay họ cũng khá hiện đại khi mà có thêm những tấm năng lượng mặt trời như thế này rồi. Ra dự kiến sẽ là lều mình sẽ ngủ đêm nay. Đây là chiếc giường của người dân mà trong bộ lạc Tuần Lộc nè, nó rất là đơn giản mà mỏng nha. Chỉ cần mở cửa chiếc lều này bước ra, mình đã gặp ngay những bạn Tuần Lộc rồi. Đây là lần đầu tiên mình được gặp các bạn Tuần Lộc này ở ngoài đời đó. Chúng siêu dễ thương và rất là dạn dĩ. Mình để ý thấy phần lớn những bạn Tuần Lộc ở đây đang dần thay sừng, chỉ có một vài con sừng còn nguyên thôi. Đó cũng là một phần tập tính của Tuần Lộc. Tuần Lộc được coi là linh hồn và là nguồn sống chính của cả bộ lạc. Khi mà Tuần Lộc cho họ nhiều thứ để sinh tồn và trao đổi mua bán với xã hội bên ngoài, như là Tuần Lộc cho họ sự để uống hoặc là làm phô mai.